Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh Agaito nha. Và hôm nay chúng ta cùng chơi một trong những game hay nhất vũ trụ. Game đầu tiên đó là game Trôn Quét Ice Cream, Hill Cream, Red Bull, Blend Zombie, Mario Run, and Stickman Jet Brick. Let's go. Ok, đến cho cái video game. Ok, để chơi Ice Cream ha. Hoàn mình chơi Ice Cream các bạn ạ. Ice
19/2. Tập music này. Đây các bạn đang ghét hơi mình xuống dưới lại này. Đấy, trèo xuống đây này. Trèo xuống, chui trong này nhá. Chui vào. I'm going to get some kisses today. I'm looking for the jumpy ones. I'm going to find some jumpy kid. I'm gonna make some ice cream fun. Come on. Oh, take this. Và địa điểm đầu tiên mình đến sẽ là store nhé bạn nhé, store. Và mình sẽ giải thích các bạn là từng chỗ là tại sao phải đến điểm này, tại sao phải đến điểm kia. Đây. Đây là một nơi rất là tối. Biết là các bạn có nhìn thấy gì không? Đầu tiên ta phải mở cửa này này. Rồi. Bên trong sáng hơn rồi đấy. Mở tool box ra. Ủa, có gì? Đây gì, đây gì? Trong trong đây có. Rồi. Rồi. Đây đây đây, tool box. Cái kìm nhá. Cái kìm này. Đấy. Như sau. Bạn không cảm thấy mà nó tối quá nhá. Đây này, mình kìm mình cắt. Cắt đây, mở. Đây có cái nến nhá. Đó. Ta nhiệm vụ ở đây đã hết rồi. Chúng ta mau đi chỗ khác. Ở đây tối quá, các bạn thông cảm. What will the ice cream maker want from me? Tiếp theo là chúng ta sẽ đi đi đến secret này. Đây. Đây sáng hơn nhiều rồi các bạn ạ. Ta đi vào đây ta lấy cái thức ăn cho mèo ấy. Lấy cái thức ăn cho mèo nhá. Đây, cat food. Dạ. Ok, mình sẽ để nó vẫn đặt trong đây. Bây giờ tìm trong thùng rác một cái vé. Vé để có thể vào trong cái cửa. Đây cái cửa này này. Đấy, trong đây cần có vé. Ở đây có cả 5 thùng rác nhé, mình đã tìm được 2 cái rồi. Người thứ 5 của chị cũng thấy. Đấy, special pass. Vào đây nè. Đó. Welcome to the secret lair. I am the king. What's up, Jay? Mình sẽ kiếm một cái đồ vật để trao đổi. Trao đổi với con bé này có thể lấy được một món đồ. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Đấy, đấy chưa? Và món đồ đấy là gì? Mình sẽ bắt đầu mình đi tìm sau. Khi đi tìm mình sẽ bảo các bạn. Và bây giờ mình sẽ vào đây. Mình cần đột nhập vào căn nhà này này. Nhưng mà đi lối bình thường không thể vào được. Nên là mình phải cần một sự hỗ trợ. Đi vào lối khác. Mở cửa ra nhá. Rồi, mở tủ quần áo. Đấy, trong tủ quần áo thì có cái móc vào quần áo này. Không kiểu nào. Lên trên này nha.
các bạn thấy chưa nhỉ? Mình sẽ đu dây từ đây. Và khi đến đây này, mình phải thả ra luôn để nó rơi xuống cái lỗ này, nó rơi vào trong nhá. Đây, như này nhá. Đó. Đấy, mình phải rơi như thế. Bởi vì là nếu mà không rơi thì không thể nằm vào được. Ở đây, các thùng nó chắn hết rồi. Tiếp theo nhá, đẩy cái xe ra ngoài. Đẩy ra. Rồi, mở lắp lên. Chui xuống dưới cống. Bứt cái móc đây. Đây có một cái cửa này. Ui, rất là tối luôn các bạn ạ. Tối lắm. Rồi. Mở ra. Đó. Ở đây có một bình ga này. Mình sẽ phải lấy cái bình ga này sau. Rồi. Bây mình lên đây mở cái cửa đã. Tí nữa mình sẽ quay lại mình lấy bình ga. Mình sẽ làm nổ một đồ vật. Cửa đóng rồi nhá. Đây là mình phải mở khóa. Đấy. Mở cửa. Ok. Bây giờ chúng ta tạm thời ở đây là hết nhiệm vụ rồi. Mình sẽ quay lại này. What will the ice cream maker bây giờ mình sẽ quay lại xe nghe tôi đi. Thì sẽ có hai việc cần làm ở đây nhá. Đầu tiên là ta lấy cái nến. Nến đấy. Ta thân nến ở đây. Không phải đây. Đâu nhỉ? Đây rồi. Các bạn nhìn thấy được cái này không ạ? Thomas Stone. Đấy. Thắp nến vào đây này. Ở đây. Thì nhân vật này sẽ vào đây thắp nến. Ủa, mình phải bấm gì không ta? Tất nhiên nó sẽ dùng vào thắp đấy. What will the ice cream maker want for me? Thứ hai là lấy thức ăn cho mèo. Ở đây có luôn này. Đây, this is a cat. Cái mèo trên này này. Đấy, nó xuống bây giờ này. Bắt mèo. Yeah. Mèo thì có thể đi theo mình các bạn nhé. Mình không phải cần nữa đâu. Đấy, mèo đáng yêu không? Ủa? Không ra thắp nến hỏi rồi. Hắn ta sẽ đây thắp nến các bạn ạ. Đây đây đây. Nó sẽ đừng lên sang nó thăm đến. Ủa? Quay lại. Không thăm đến à? Is anybody looking? Nè. Ủa? Không thăm đến luôn đâu. Ok, thế mình quay lại tiếp vào đây. Mình đi đường khác này. Jay, mèo đâu vào đây? Out of here. Mèo đâu? Please. Ok. Chúng ta đến cinema. Đọc thử phim. Bây giờ chúng ta sẽ có nhiệm vụ sau này. Mở thùng ra này, mở lắp ô tô ra. Để tìm đấy. Mình sẽ lấy hai món đồ ở đây, đó là nước hoa để trao đổi với cậu bé kia mà nãy mình vừa nói. Và thứ hai nữa là một cái gọi như là cái tô vít ấy, cái cà lê ấy, để mình có thể mở được cái bình ga. Đấy thì bình ga mình cũng vừa đến rồi. Đây rồi. Olen went này. Đây chính là cái cà lê nhá bạn nhá. Mình tìm lọ nước hoa. Mình chưa thấy. Đây nhìn dạp chiếu phim rộng quá. Đây nước hoa đây rồi. Ok, bây giờ mình sẽ vứt cái này vào trong ô tô. Quay lại lấy lọ nước hoa.
là mình vào trong cái rạp nhá. Đây nhá. Mình mới lấy cái đồng hồ này này. Nhưng mà phải thay thế bằng cái gì đó để thay được đồng hồ. Có mèo đây rồi. Đấy. Hay chưa? Thế nhiệm vụ của mình ở rạp chiếu phim này cũng hết rồi. Mình không cần phải quay lại đây nữa. Tiếp theo này. Help me out of here, please. Chúng ta quay lại cái này. Đây là đoàn diễn xiếc ấy. Cánh cửa cả nhà, đầu tiên là ta sẽ trao đổi nó lưu lọ nước hoa với cả cái thằng cu đấy. Nếu mà món đồ là đó. Super cool. Đó. Đây cái này chính là cái nút để mà cho cái cửa để vặn nữa bạn nhé. Tiếp theo nó là cái này, cái cà lê. Yeah. Đây cái ngôi nhà thứ ba. Game này chơi hơi lâu một tí các bạn nhé. Đây ngôi nhà này này. Đấy, cánh cửa này thì nãy mình đã mở sẵn những chốt ở bên trong rồi. Các bạn có nhớ không? Đó. Đó. Có một cái hầm ở dưới này. Đi xuống. Rồi. Ngồi xuống nào. Xuống đến nào. Mở cái chốt này ra. Mở cái chốt này ra. Mở chốt này ra. Mở chốt này ra. Rồi, cái bình ga rồi. Chúng ta mình ôm bình ga lên trên nào. Nặng lắm. Rồi, đấy. Bình ga để làm gì? Để nổ một cái vật nào đó. Đấy, hiện tại đây chỉ có 3 món đồ thôi. Bình ga này, cái đồng hồ này. Và cuối cùng ta sẽ đi đến xem một cái. Đó. Đầu tiên nó sẽ cầm mình ra. Ta đặt vào một chỗ. Nhưng mà nãy thằng kia đã vứt cái hộp quẹt cho nhỉ. Ở đây nhá, để nổ cái này ra các bạn ạ. Đấy. Mình sẽ gắn con mèo vào cái bình ga đó. Đây. Ông này ông sẽ vào, ông ấy châm nến. Và ông để lại cái hộp quẹt, cái bao diêm ấy. Đấy, mình phải có bao diêm để mình châm lửa được. Đấy, nó sẽ có hộp quẹt ở dưới này. Hộp quẹt đấy. Cho cái đồng hồ vào đây nhá. Hộp quẹt này các bạn ơi. Matchbox. Đấy, để mình châm lửa cái bình ga này. Đấy. Xong mình khi mình kích hoạt đấy, con mèo có đặc điểm là nó sẽ lắc lư và nó sẽ cứ quẹt cái bao diêm đấy. Chạy nhanh. Đấy. Bây giờ thì ta sẽ cầm cái nắp này. Vào trong đây này. Đó. Cắn gắn vào đây. Rồi, đã có thể mở được. Chìa khóa đây rồi. Chìa khóa đây. Ok. Rồi. Vậy ta đã giải cứu thành công rồi bạn. Ok, chúng ta sẽ chơi Hugh Clean Racing. Yeah, bật online để chơi chút đoạn. Thank you.
Ok, chúng ta chơi Hugh Grim thường các bạn nha. Let's go. Ok, chúng ta chơi Rap Bro 3. Thời gian xóa đi những ngày thơ. Ui, sao nhảy lên đây được? Thời gian xóa đi những ngày thơ, những điều ngọt ngào như trong giấc mơ. Đây có một cái điểm hơi mình hơi ghét trong game này, nó là chết nó toàn bị hồi sinh tại cái điểm ban đầu luôn ấy. Một sao bỏ. Đây là cái thùng ở đây. No. Ôi. Mình ghét cái quảng cáo này. Không hỏi nhiều thế. Bực mình nhờ, cái bài chơi nó cứ delay nào ấy. Nước nào. Bật nhảy. Ôi.
Nó đừng có cái thông báo này rất là khó chịu. Kiểu nó đang chơi nó mà nó hỏi. À mình biết rồi, mình phải đẩy thẳng đá thật nhẹ nhàng. Đẩy đây này. Sao một tí làm gì. Rồi. Nó đẩy thẳng đá nhé. Đẩy. Rồi, đưa thôi, tôi chờ sẵn. Nó nó. Đấy, cái cầu này. Con đá sang đi, con đá sang. Ôi tí chết. Ok, 3 sao. Chúng ta chơi game rất bộ buồn. Let's mình phải làm cho nó nổ thì mình mới được điểm. Ba sao. Chơi PVZ2. PVZ2 mình sẽ bật mạng lên để chơi chế độ Pinara Party. Party. Let's go. À mình trồng cây, lâu lắm không trồng cây. Oh no 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 no.
quá trời. Ok, chúng ta chơi Mario Land. Cũng là một trong những game rất hay nha các bạn.
OK, chúng ta chơi game khác nha. Game tiếp theo đó là Stickman Jailbreak. Escape. Mình sẽ chơi game thế này. Mày khoan. Hết quảng cáo đấy. Jailbreak. Rồi mình bật bạn làm gì? Được quảng cáo kìa. Chó mẹ. 9527. Ok. Hold down release. Next. Để cho thằng kia thằng kia ta nó biết. Yeah, done. Okay.